Các bạn thân mến, hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu chúng ta phần model. Thì lẽ ra cơ sở dữ liệu tôi sẽ dạy kỹ, các bạn sẽ theo dõi cái phần cơ sở dữ liệu và nói sâu về cấu trúc đại số về dữ liệu để chúng ta có thể nắm bắt được. Ở bài trước thì tôi cũng đã dạy chúng ta đến cái phần là khóa và các thuộc tính ở trong bảng, rồi các quan hệ đại số vân vân. Thì những bài đó vẫn chưa hết, nhưng mà bây giờ tôi chuyển sang phần thiết kế về lập trình hướng đối tượng. Thế thì bài hôm trước tôi đã giới thiệu chúng ta phần lớp người và có contract là hàm khởi tạo, sau đó cho hiện họ tên bên trong. Đây lớp người thì chúng ta lại lớp công nhân thì được kế thừa như này. Đấy. Thì bài hôm nay thì đầu tiên tôi muốn tạo ra một cái cơ sở dữ liệu để chúng ta làm mẫu. Tôi chạy này đã start lên. Rồi các bạn chú ý nhá. Sau đây thì tôi connect vào bên trong để tôi tạo ra một cơ sở dữ liệu mẫu. Rồi để làm một cơ sở dữ liệu mẫu thì tôi sẽ nào. Đây, tôi sẽ truy cập vào phần tôi lấy phần hàng hóa, tôi lấy một mẫu cơ sở dữ liệu nào đó hàng. Đây, tin tức vân vân, tôi chọn là thôi được rồi, tôi tạo mới làm cái mới, tôi gọi là tên cơ sở dữ liệu mới, tôi đặt tên là bài tập SQL chẳng hạn. Bài tập 1. Rồi, các bạn đặt tra xét cho tôi là ký tự là UTF-8 Unicode. Thế này các bạn đặt cho tôi đây, các bạn đặt UTF General CI. Tôi nhấp OK. Rồi bây giờ bài tập 1 tôi tạo một cái bảng như sau. Bài tập 1 tôi tạo một cái bảng nhé. New table ở đây tôi cho là ID học sinh chẳng hạn. ID đây. Rồi ID được. Kiểu ký tự là in. Integer tôi chọn là integer. Đấy. Not null. Và khóa thì tôi đặt là khóa chính. Rồi tôi cho đây là auto increment. Và phần tiếp theo là tôi tab xuống, tôi ghi là họ tên kiểu cha. Đó. Tiếp tục gọi là tuổi, đây chúng ta gọi là kiểu nguyên nhé. Tiếp theo tôi là giới tính, tôi kiểu cha thôi, tôi cứ đặt 255 cho nó to đây. Giới tính tôi có thể, chúng ta có thể khai báo đây là 10 ký tự được, đúng không? 10 ký tự. Rồi tôi tiếp tục giới tính, bây giờ tôi ghi là thôi tạm như vậy. Họ tên, tuổi, giới tính, quê đi, quê quán, đúng không? Rồi đấy. Thế thì ở đây chúng ta chú ý nhá, mỗi cái trường ID là non null thôi, còn những cái này ta để không được. Rồi là tôi ghi nó vào, tôi đặt lên bảng đây là bài tập 1 bảng học sinh hay bảng hồ sơ đi, hồ sơ học sinh.
Đấy, gọn như thế cho nó đẹp. Đó. Rồi bây giờ ta ra phép cái này, ta đi phép, ta có hồ sơ đây. Thế còn user đây là chúng ta, tôi ghi là thành localhost, chúng ta ghi là thành. Còn root cũng được, các bạn ghi nào được, nhưng mà tôi ghi là thành. Ở đây thì tôi có các quyền truy cập là tất tần tật. Đấy, ta tích tất cả, nghĩa là ta có thể sửa xóa vân vân. Rồi bây giờ tôi ở trong bảng hồ sơ này, tôi nhập vài tên, chẳng hạn là Nguyễn Thị, Nguyễn Thị A chẳng hạn, tuổi là 23, giới tính nữ, quê là Hà Nội. Rồi cái kia auto đúng không, nó tự động tăng. Trần Văn B, 23, nam, quê là Thanh Hóa. 4, tôi nhập mẫu để chúng ta truy xuất ra. Hoàng, Hoàng Trọng C, tuổi 24, quê là Nam Định. Đây, tôi xin lỗi, Nam Định đây. Đây tôi ghi là Nam. Đấy, ba người như vậy, đúng không? Rồi, chúng ta nhập vào cơ sở dữ liệu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình trên này. Tôi sẽ chọn một cái file mới. Đấy, file mới nhé. Tôi ghi như này, tôi ghi sang bên đây là, tôi ghi một thư mục mới nhỉ, thôi kệ nó đi, ta tạo mới cũng được, tạo mới nó hay hơn. Ta chọn là new object, à new này. Rồi tôi chọn đây là quản lý, quản lý sinh viên, đúng không? Rồi đấy. Rồi tôi tiếp tục phần đây rồi, ok, debut 2.6 on gem, ok, xdebut là 2.6. Rồi tôi sẽ nhấp ok tạo này. Đó. Trong thư mục này là thư mục rỗng nhá, các bạn nhìn thấy thư mục này, thư mục rỗng. Giờ tôi sẽ tạo ra một cái tập truy xuất dữ liệu, tôi gọi một thư mục mới, tôi gọi là in. Đó. Rồi tôi mở tiếp ra, tôi chọn, tôi tạo một lớp có tên là cái phần nêm tay, tôi sẽ dạy xong rồi sau, tôi gọi là data bay ở ba data bay connect rồi. Rồi đây ta có một file data bay connect. Bây giờ tôi các bạn chú ý nhé. Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái phần này gồm ID, tuổi, giới tính, quê. Chúng ta chú ý liền nha, tuổi, giới tính, quê. Rồi bây giờ tôi tạo như sau. Class học sinh. Đấy, rồi bây giờ các bạn xem model nhé, model rất là đơn giản và đẹp thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ có này, họ tên public, họ tên được chưa? Mà chưa, bây giờ tôi cho connect đã, connect xong rồi tôi mới làm cái lớp kia. Ok. Hãy subscribe.
kết nối. Rồi. Ở đây tôi khai hàm động nhá, tôi khai biến động chứ tôi không khai biến static như là những các ví dụ khác. Tôi có public db. Public db. Đấy. Các bạn thấy chưa? Public db này. Rồi constructor public function. Rồi. Function construct. Hàm này thì chỉ là khởi tạo dữ liệu là zip.db bằng db. Ở đây chúng ta cho db vào đây. Ok, ta để tạm như vậy. Bây giờ ta sang hàm kết nối. Tôi có là như sau. Đây tôi khai báo đây là như sau nhá. Các bạn này chú ý này. Public function kết nối DB. Đấy. Kết nối DB. Thế thì tôi làm cái như sau. Tôi có này. Bình thường thì cái này để gắn vào đây. Nhưng mà tôi không muốn nó nữa. Tôi làm như sau. Tôi có này. DB bằng new PDO mở ngoặc ra. Ở đây các bạn ghi là log MySQL 2.hot bằng localhost. MySQL hot bằng localhost. Rồi các bạn tiếp tục này. MySQL hot bằng localhost nhé. Tiếp chấm phẩy. DB name bằng. Ở đây tôi nhìn lên nhỉ. Bài tập 1. Bài tập 1. Được chưa? Đó, tiếp tục này. Phẩy. Username là Thành. Mật khẩu là các bạn cho bằng 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn như này. Các bạn nhớ chưa? Đấy. Còn các bạn đóng cái này lại. Ở trên này thì các bạn cho một lệnh là try. Nếu kết nối được thì kết nối. Còn nếu không các bạn cách cho tôi một cái PDO exception nhé. PDO exception. Rồi biến E. Biến E ở đây các bạn cho tôi một cái này là die. Không kết nối được. Các bạn chấm cho tôi đây một cái là E. Chấm message. Get message. Như này. Rồi bây giờ tôi sẽ có một cái option nữa để chúng ta cho nó dễ. Tôi copy cái phần bên này sang. Tôi chọn này. Rồi. Tôi ghi là bán hàng. Còn lại cái này ra. Rồi.
Đây. Mình lấy thêm tạm này nè. Đây là option để nó báo lỗi. Rồi tôi sang bên kia. Tôi ghi thành phần quản lý sinh viên. Cho nó vào đây. Tôi thay cái này là DB. Đây, cái này nhá, cái này là chỉ xét thuộc tính của nó thôi, để cho nó chạy cho nó mượt. Đấy. Báo lỗi này, rồi nó tiếp tục truy xuất dữ liệu vân vân. Còn một cái nữa là tôi chọn một cái option nữa, tôi sang bên này, tôi mở phần nhé. Rồi tôi quay sang trở lại bên này, rồi tôi giải thích các bạn sau. Tôi sang phần sinh viên. Ok. Đây bây giờ tôi sang bên đây. Cho phần vào đây. Đấy. Rồi cái này tôi thay cái này đi, tôi thay xét cái này rồi. Xét cái này rồi thì tôi chỉ cần xóa này đi thôi. Cho option ghép vào đây gộp luôn. Tôi cho cái này là phẩy zip. Zip option. Đấy. Zip option. Và chúng ta nhìn thấy là đây chúng ta đã có này mật khẩu tên này, bài tập này. MySQL.hot bằng localhost. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ ta sẽ thử kết nối nhé. Ta thử kết nối sau đó thì ta tính sau. Rồi bây giờ tôi đưa ra bên ngoài. Tôi chọn là ok rồi. Bây giờ các bạn chỗ này thì chúng ta lên sau khi biến DB này nó gán vào đây thì chúng ta lại dùng lệnh là return DB. Bạn nhớ là return DB nhé. Rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ làm như sau. Trong cái phần này tôi ghép luôn cả kết nối lẫn cơ sở dữ liệu. Chỗ này tôi public họ tên. Public tuổi, giới tính, quê. Public tuổi. Public giới tính. Public quê. Đấy. Thế trong con constructor này bây giờ mình sẽ khai như sau. Tôi cho kết nối vào đây rồi thì tôi sẽ bỏ cái phần này đi. Vì nếu tôi sẽ không gán vào trong này nữa. Thì tôi sẽ có như sau là họ tên phẩy quê tuổi phẩy giới tính phẩy quê tôi đã thành quê và chỗ này tôi gán như sau này bằng nun. Đấy, cái này tôi cũng bằng nun này tôi bằng nun này tôi bằng nun. Ok chưa?
Đó, bây giờ tôi sẽ constructor là this của họ tên bằng họ tên. Rồi, tiếp theo this của giới tính tuổi bằng tuổi. Rồi, this của giới tính bằng giới tính. Đấy. Tiếp theo z. Z đây là z của quê nhé. Bằng quê. Rồi. Đấy là constructor, nghĩa là ta không cần phải ấy, ta cũng thể xem được. Bây giờ tôi làm một hàm nữa là hàm hàm kết nối rồi, bây giờ hàm gọi ra. Ta thử một cái gọi ra nhá. Đây chúng ta đang truy cập vào model đúng không? Gồm có một constructor này, một hàm kết nối này, return kết nối. Nghĩa là khi cái biến DB này nó được kết nối vào database thì nó sẽ trả về tên của hàm kết nối này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ gọi là hàm, gọi là duyệt dữ liệu. Tôi ghi là public function. Đấy. Duyệt dữ liệu. Duyệt họ tên nhé, hay là gọi ta là gọi là retrieve. Đấy. Thì cái này tiếng Anh có nghĩa là duyệt thôi. Đúng không? Rồi, ta nên ghi tiếng Việt cũng được, tùy các bạn. Ta thể ghi đây là duyệt qua danh sách sinh viên, học sinh hay học sinh. Ok. Ai, bây giờ ngon rồi. Giờ ta khai báo như sau. Ở đây gồm có biến họ tên giới tính quê. Thế thì tôi sẽ có một cái biến là tôi các bạn ghi cho lệnh try nhé. Nghĩa là thử làm không được thì báo lỗi đúng không? Cách PDO exception E. Đây là ngoại lệ, xử lý ngoại lệ. Các bạn ghi cho tôi là die không có danh sách nào cả. Chỗ này các bạn ghi chấm e. Đấy, get message. Rồi, ok. Rồi, trong đây các bạn ghi cho tôi là SQL bằng, đây là một chuỗi nhá, một một biến biến string select select tất cả form. Tức là cái này chúng ta là form đâu nhỉ? Hồ sơ đúng không? Form hồ sơ. Hồ sơ. Đấy. Các bạn nhìn nhìn tôi kết nối nhá. Tôi làm. Thế thì tôi sẽ gọi một biến sau. Stm đây là statement đấy, viết tắt của chữ đó. Sẽ bằng bằng này zip kết nối DB. Không. Prepare là chúng ta chuẩn bị vào truy vấn. Đấy, nó phải có phần này. Nha các bạn nhớ câu lệnh nha, this kết nối DB này trỏ vào con trỏ chính nó của cái lớp này vào trong đây, vào trong kết nối này, đưa là prepare đây. Các bạn nhớ nha, đi là đưa là prepare này. Đúng không các bạn? Đấy. Select tất cả, tức là chọn tất cả từ bảng hồ sơ. Rồi prepare ra đây. Bây giờ câu lệnh tiếp theo tôi làm là statement
Execute đó. Thì có nghĩa là thực thi cái này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra ba cái lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên như thế nào, lựa chọn thứ hai như thế nào, vân vân. Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Ta sẽ có như sau nhá. If nếu này, statement row count mà bằng một. Thế thì khi mà so sánh thì chúng ta phải dùng hai dấu bằng. Các bạn tránh dùng một dấu bằng là các bạn không chạy được đâu. Đó. Nếu nhá. Thì tôi làm như sau. Tôi sẽ có một biến là ở đây các bạn chú ý này. Biến mảng E sẽ bằng E bằng gì? E ở đây là bằng stdmer chưa? Chấm phép, phép không thôi nhé. Rồi, biến tiếp theo này. Cờ đây là tôi đặt đây là tôi đặt bằng một. Cờ tôi đặt bằng một. Và tại đây thì tôi sẽ cờ như sau, tôi lại tiếp tục là stdmer. Đóng cái này lại. Đóng cái này lại bởi vì khi kết nối xong thì tôi đóng lại. Rồi, bây giờ tôi tiếp tục này. Tôi vì là cái này nó vì biến E này nó bằng một hàng của bảng. Một hàng của bảng. Vậy thì khi nó bằng một hàng của bảng rồi thì chúng ta hiểu cái này chính là một mảng. Và lúc đó tôi sẽ là array put. Các bạn chú ý nhé, array put e phẩy cờ đó, e phẩy cờ. Các bạn chú ý nhé, bởi vì là nếu như tôi đưa ra ngoài để sau này tôi sẽ dùng cái này làm tôi điều khiển trong tầng control đấy, cờ này nó báo cho mình là khi nó sẽ ra bằng một. Và ở đây tôi sẽ cho cái là return. Return đây là gì? Return đây là return E. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy này, câu lệnh như sau, nếu như mà hàng bằng 1 thì biến mảng E bằng stdmer vào đây là truy xuất một hàng. Đó là lấy dữ liệu cho của một hàng. Sau đó cờ thì tôi gắn bằng 1 để tôi đẩy vào cuối của cái mảng E này. Lúc đưa ra tôi kiểm tra cờ. Đấy. Nếu không else if stdmer mà row count lớn hơn hoặc bằng 2, tức là hai hàng trở lên đấy. Hai hàng trở lên thì tôi cũng giống như trên. Tôi chỉ khác mỗi cái này xuống. Copy. Đấy, tôi nói chậm để các bạn cùng hiểu nhá. Rồi lúc này biến E của chúng ta sẽ bằng stdmer fetch all. Fetch all. Đấy. Stdmer fetch all. Đúng chưa? Rồi cờ đây tôi cho bằng 2. 2. Tại đây này. L lần thứ 3 là không có gì. Đúng không? Đấy, không có gì thì tôi trả nó về là return null. Đấy, chẳng có gì cả. Đúng không các bạn? Đấy, thì đây là phần duyệt danh sách học sinh. Rồi bây giờ tôi sẽ chạy thử ở trên đây, tôi chưa đưa ra ngoài phần HTML nhá, tôi mới chạy ở trong. Tôi chạy ở trong tôi khai báo như sau.
À, cái phần này thì kệ nó thôi, bởi vì nó đang dùng cho phần họ tên vân vân, tôi sẽ dùng để cho cái việc là update vân vân, nhưng mà trong đây tôi mới chỉ là chạy để duyệt ra thôi. Tôi có là m bằng new. Đấy. New ở đây là phần kết nối, đúng không? Rồi. Đấy. M tôi sẽ lấy một bảng A bằng bằng như sau, bằng M duyệt danh sách học sinh. Đó. Sau đó tôi có A bằng HTML spectra của A. Rồi. Tiếp theo này, A ở đây tôi lại có một cái nữa là strip. Strip tab. Cái này làm gì? Nó bỏ đi những các thẻ, trừ đi thẻ A. Đấy. Rồi. Và tôi được như này rồi nhá. À còn cái biến cờ kia nữa thì tôi làm như sau. Tôi sẽ post. À đây post. Post post à đây post đây. À. Đây tôi ghi chữ cờ. Bằng này. Đấy. Rồi, bây giờ tôi làm lệnh sau. For each A as data. For data. Được chưa các bạn? Rồi. Đây là lệnh lặp đi chạy hết cái mảng này thôi nhá, cái mảng này để in ra. Các bạn chú ý nhá. Đấy. Thế thì ở đây là nếu một hàng, đây là nhiều hàng, đây tôi ghi là ít cờ lớn hơn bằng 2 thì như này. Đây bây giờ tôi đẩy cái này ra cho các bạn nhìn. Cái chuột của tôi nó kém quá, giờ tôi chưa mua được. Thôi. Lát nữa thì cờ sẽ bằng 1. Đúng không? Rồi tôi sẽ có này. Data nhé. Rồi tiếp theo. Ở bên trong kia ta không cần, ta chỉ cần data này. Echo. Echo thứ nhất là data. Data đây là gì? Họ tên chấm phẩy, đúng không? Echo break br, rồi chấm phẩy echo data, rồi. Họ tên, tuổi, giới tính, quê.
Rồi các bạn nhìn thấy là tôi đã lấy ra như này nhá. Đấy, đây là phần này. Còn nếu không, ít, ít tiếp, cờ mà lớn hơn mà bằng một, thì tôi, tôi cũng là cái cô chỗ này. Đây là if cờ bằng 2. Ở đây các bạn không ghi data nữa, bởi vì các bạn đây chúng ta ghi là A. Đây là A. Đây là A. Rồi. Thế là chúng ta đã móc dữ liệu ra đúng không? Đây là phần còn control ta đang view để ta điều khiển nó. Đấy. M M A post rồi tôi kiểm tra một tí nữa nhé. Ok. Rồi bây giờ ta chạy thử nhá. Xem nó lỗi chỗ nào. À đây. Ta cứ để nguyên này đã để tôi xem. Đấy, xem nào. Báo này là báo gì đây? Đấy, kết nối bởi vì nó chưa có chỗ này đúng không? À, nó đang nhìn chưa xong cấu hình. Vậy ta sẽ lắp lại edit cấu hình. Expected quản lý sinh viên dòng 7. Rồi bây giờ ta nên kiểm tra dòng 7 nhé. Ok. Rồi. Chip tab tham số array trong dòng 65. Dòng 65. Chúng ta rồi thì tôi bỏ đi mất. Dòng 65 HD. À, ok. Bỏ hai cái đây đi để ta nhìn xem nó thế nào đã. Xong ta xử lý chuỗi sau. Đây các bạn nhìn thấy là đã ra rồi đúng không, rất là tuyệt vời. Bây giờ ta chỉ cần đấy, các bạn nhìn thấy không, ngon lành cành đào đúng không, ra luôn đấy bằng lớp. Rồi các bạn nhìn thấy là cờ để tôi điều khiển nhé. Đấy, nếu mà một đây khi cờ mà bằng 2, lớn bằng 2 thì nó xử lý nhiều hàng, cờ bằng 1 thì một hàng để tránh lỗi. Còn nếu các bạn mà duyệt mà nó một hàng các bạn không biết sử dụng là phép on hay là phép không. Đấy. Đúng chưa các bạn? Ok nhá, còn phần kia tôi sẽ xử lý phần sâu chuỗi sau. Rồi ta chạy lại một lần nữa này. Đấy, ra rồi. Đúng không các bạn? Ngon lành cành đào đúng chưa? Rồi, đây là bài tập ví dụ phần kết nối. Nên bài tập sau tôi sẽ trình bày rõ ràng hơn trên trang web. Và các bạn có thể chỉnh sửa xóa vân vân được. Đấy, các bạn nhớ chú ý chỗ này nhá. Đây tôi dùng 3 trường hợp này. Trường hợp bằng một hàng này,
trường hợp hai hàng trở lên này, trường hợp không có hàng nào đấy, mà tôi kết hợp mảng nhé. Lúc này cái mảng A này chính là một mảng tôi dùng array put, array pop đấy, các bạn chú ý đây nhá, array put, array pop. Đây là một kỹ thuật tuy nó là trông rất đơn giản này thôi nhưng mà nó lại hiệu quả vô cùng đấy. Các bạn có thể xây dựng update vân vân thoải mái luôn. Thế nếu mà các bạn thấy hay thì cho tôi comment cho tôi, bình luận cho tôi là hay thì bảo hay, mà không hay thì bảo không hay, để tôi còn biết để mà rút ra kinh nghiệm. Còn nhiều cái kiểu nữa, đây chỉ là mỗi một kiểu thôi, còn có những kiểu nội tại tại bên trong, còn đây là kiểu tôi móc ra bên ngoài ngoài lớp. Kiểu bên trong thì nó hay lắm, thì các bạn sẽ xem được các hàm, các thuộc tính chúng ta như là hàm set, hàm get vân vân, tôi sẽ sử dụng cho các bạn sau đấy. Hoặc là tiếp theo, bài tiếp theo là chèn update kết nối. Thì tôi vừa trình bày xong phần object database, kết nối vào cơ sở dữ liệu. Buổi sáng hôm nay thì nó cũng không được thoải mái lắm.